Mình đang cái số chilo mình đang cắm vào thẳng vào chân enable của IC đây. Lúc mà mình cắm vào ấy thì nó cái nó cái chân enable của IC nó không được 5V. Nếu mà có cái quạt này ăn, nó lấy điện ăn qua một con phép cấp trước. Phép đấy thì lấy chân điện áp ở trước, không hiểu sao nó lại làm sụt áp cái cầu của PFC. Bây giờ mình sẽ thay con tụ này xem thế nào nhé. Đó. Gỡ cái quạt ra, còn này quạt 24 vôn, 16V, 28V, 15W, nhưng mà trên điện áp tụ mình cứ đo là 40V, không hiểu tại sao nó lại sụt. Bây giờ mình sẽ thay cái con tụ cấp trước con IC thì thế nào, cấp trước con quạt này xem thế nào. Gỡ con quạt này ra thì điện áp ok.